Bây giờ tôi sẽ thưởng thức để mời các bạn thưởng thức cùng với tôi. Ngon lắm các bạn ơi. Sứa thì rất giòn. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món lộn sứa. Đây là sứa này, là các bạn mua những cái túi sứa mà người ta đã sơ chế hết rồi về, là mình chỉ việc làm trực tiếp và ăn liền thôi. Kèm theo có xoài xanh, chuối xanh và cà rốt, chanh và ớt, tỏi, nước mắm, đường, lạc và vừng. Bây giờ tôi sẽ làm những các cái củ cà rốt. Cà rốt thì các bạn chỉ dùng với một củ đấy thôi. Chuối xanh thì các bạn có thể làm 2 quả. Đấy, các bạn tước bỏ cái vỏ ra. Nước các bạn cho một chút muối. Bây giờ tôi sẽ đi lại quả xoài. Đây các bạn ơi, tôi sẽ lạo cái xoài. Bạn nhớ nó phải cho bạn nước thì nó mới không bị thâm. Cà rốt với cả xoài các bạn ạ. Đấy, tôi ngâm vào chung một cái bát. Đây, tôi để ra đây để tôi thái chuối. Khi thái chỉ thì các bạn hãy nhớ là ta lại thêm vắt chanh vào đây nữa để cho nó, cái chuối xanh này nó ra hết nhựa. Bây giờ tôi sẽ đập tỏi. Đấy, các bạn nhớ là làm tỏi cho nó, đập cho nó vụn ra. Đấy, như thế là nó rất là vụn rồi. Các bạn làm vụn như thế này thì nó sẽ sánh. Đây, tôi cho vào cái bát này. Đấy, ớt các bạn cũng làm thật vụn ra. Bây giờ tôi sẽ trộn trước nhé. Bây giờ trộn này, nước mắm này. Đây các bạn nhớ là tôi dùng vào khoảng như thế này, từ 3 thìa trở lên. Đấy. Đây nó chỉ vào 4 thìa thôi các bạn. Như thế là hợp lý. Đấy là tỏi với ớt. Đấy, bây giờ tôi sẽ cho đường. Các bạn thì cho độ 2 thìa đường. Bây giờ tôi sẽ vắt chanh. Đây là nước cốt chanh nha. Đấy, các bạn nhớ là nước cốt chanh các bạn sẽ dùng 2 thìa. Đấy, nó chỉ còn một chút nữa thôi. Tôi cho lốt. Đấy. Đấy, bây giờ tôi sẽ đi găng tay để tôi vắt cái lộm này ra nhá. Tôi sẽ cho vào cái son này nhá. Đấy, để tôi trộn nó đều. Đây, cà rốt mấy xoài tôi đã để vào đây rồi. Và bây giờ chuối xanh. Đấy, nhớ là các bạn là chuối xanh các bạn là phải ngâm, lúc nào cũng phải ngâm vào nước. Ngâm vào nước nhưng các bạn phải cho chanh, phải cho muối. Thì chuối xanh nó lúc nào nó cũng trắng. Tôi sẽ cho sứa. Đã gọi là lộm sứa ăn thì nó rất là ngon các bạn. Đây là nước sốt trộn đây. Đấy. Bây giờ các bạn nhớ là tôi sẽ cho một chút dầu thơm. Đây, các bạn cho một chút dầu thơm này vào. Đấy. Trong chút nữa khi nào mà các bạn ăn thì các bạn sẽ lại cho tiếp. để lấy cái hương vị nó thơm. Nhưng mà đấy, bây giờ tôi sẽ để 15 phút. Đây các bạn ơi, tôi đã để được 15 phút và tôi cho lên đĩa đây. Bây giờ tôi sẽ rắc lạc và rắc vừng lên. Đấy, các bạn rắc lạc và rắc vừng. Khi nào ăn thì các bạn trộn lên. Bạn nào thích ăn nhiều rau thơm thì chút nữa các bạn sẽ trộn nhiều rau thơm. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong cái món lộm sứa. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức, để mời các bạn thưởng thức cùng với tôi. Xem hôm nay cái món này nó ngon đến mức độ nào đây. Đấy, các bạn ăn thì các bạn trộn nó đều lên. Đấy, khi tôi thưởng thức là tôi phải trộn đều ở dưới mới lên trên là nó đều nhau. Ngon lắm các bạn ơi. Sứa thì rất giòn, mà cà rốt cũng giòn, xoài cũng giòn. Cái món này các bạn mà uống bia cũng lại càng ngon. Uống bia uống rượu thì vào lắm các bạn ơi. Cái lúc ăn như thế này thì các bạn sẽ trộn thêm. Một là các bạn trộn thêm lạc, vừng và rau thơm. Đấy, thì các bạn sẽ trộn đều lên xong các bạn thưởng thức. Phải nói là ngon tuyệt các bạn. Các bạn làm lấy như thế này thì các bạn gia đình các bạn thưởng thức rất là coi như đảm bảo an toàn vệ sinh. Các bạn không lo lắng gì cả. Đây là một món ăn vừa làm nhanh mà rất là hợp khẩu vị từng các gia đình. Các bạn hãy thử làm một lần, các bạn sẽ mê ly luôn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi nha. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và trẻ tươi đẹp nha. Xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt. Đây, bây giờ tôi rắc lạc này. Để mời các bạn thưởng thức cùng với tôi. Thơm thơm của lạc mà ngon lắm các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một món lộm bò khô. Đây là bò khô nhá. Kèm theo thì có xoài xanh, dưa chuột, cà rốt và một chút lạc rang, rau mùi và chanh, ớt quả. Kèm theo một chút coi muối gia vị và đường. Bây giờ tôi sẽ lạo vỏ của xoài ra để tôi ngâm vào nước muối. Đây tôi lạo đến cà rốt. Đấy, dưa chuột thì các bạn không nên gọt vỏ mà các bạn chỉ cắt đầu thôi. Bây giờ tôi lạo trực tiếp vào cái bát nước. Đấy các bạn. Đây là tôi đã lạo xong xoài vào cái bát nước muối đi rồi. Đấy, các bạn nhớ ngâm vào đây. Bây giờ tôi lạo đến cà rốt các bạn ơi. Dưa chuột thì các bạn nhớ là ta bổ đôi này ra, ta bỏ ruột đấy nhá. Đấy, dưa chuột thì nó mềm hơn, các bạn không phải ngâm, các bạn thái chỉ là được rồi. Các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ xé bò khô. Đấy, xé bò khô thì làm sao cho nó vừa thôi, đừng nên để cho nó dài quá. Đấy, tôi đã xé xong rồi đây các bạn ơi. Tôi sẽ vắt cho nó ráo, đã chắt hết nước rồi nhưng các bạn phải vắt nó đi. Đấy, vắt nó thật tơi. Đấy, cái xoài này cũng thế. Đây, các bạn cho dưa chuột vào này. Đấy, dưa chuột thì các bạn cho hết vào đây. Đấy, bây giờ tôi sẽ cho bò khô vào đây. Các bạn nhớ là bây giờ đây nêm đường vào đây nha. Các bạn cho một chút muối gia vị, không cho nhiều, các bạn nhớ là như thế. Các bạn ơi, tôi sẽ cho một chút nước cốt chanh nhé. Các bạn không nên cho nhiều quá vì xoài cũng đã chua, cho nên các bạn đừng cho nhiều. Đấy, các bạn đảo đều lên. Đấy, bây giờ tôi đi thái ớt nhé. Thái ớt thì các bạn nhớ là ta phải bổ đôi ra, bỏ hết cái hạt ớt đó ra. Đây là rau thơm các bạn ạ. Đấy, rau thơm thì tôi sẽ lấy cái cuộn nha. Đấy, tôi thái cuộn vào đây. Không ngắn mà cũng không dài. Còn lá thì bắt đầu khi để lên đĩa thì tôi rắc vào thôi các bạn ạ. Vừa ớt vừa các cái cọng rau thơm. Hôm nay tôi cho rau thơm, tôi cho rau mồi. Còn có thể các bạn cho húng bạc hà hoặc là cho rau kinh giới. Mỗi thứ một chút. Khi ta đã đảo đều rồi thì các bạn thích ăn luôn cũng được. Và các bạn để 5 phút cũng được, 10 phút cũng được. Đấy, bây giờ tôi đã để được 5 phút rồi. Bây giờ các bạn hãy nhớ là bây giờ tôi rắc một chút cây rau mùi. Rau mùi này là gọi là cái lá. Thế còn thì cái cuộn mùi thì tôi đã trộn vào rồi. Đấy, vì cái lá mùi này mà các bạn trộn vào thì nó nhanh lát lắm. Đấy, khi nào ăn thì các bạn sẽ trộn đều này. Đây, bây giờ tôi rắc lạc này. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong rồi. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức các bạn. Đấy, bây giờ tôi sẽ dùng lon bia. Để mời các bạn thưởng thức cùng với tôi. Thơm thơm của lạc mà ngon lắm các bạn. Ngậy của lạc, thơm của rau mùi, rất là ngon các bạn ạ. Nó ngâm kỹ rồi, ăn rất là ngon. Cái xoài thì nó hơi chua chua một chút, cho nên là các bạn hãy nhớ là ta cho cái nước cốt chanh vừa thôi, đừng cho nhiều quá mà nó lại chua gắt. Món nộm này thì nó rất là nhanh, nó không tốn nhiều thời gian. Các bạn rửa sạch xoài, nạo ra, và cả rốt cũng thế. Sau đó nạo vỏ xong rồi các bạn nạo thành sợi. Nạo sợi như thế này các bạn hãy nhớ rằng là ngâm vào nước thì phải nói rằng là nó rất là ngon, vì nó hết cái mùi hăng. Mà xoài thì giảm độ chua, thế cho nên các bạn nhớ là ngâm vào nước muối. Theo các bạn làm, thời gian thì nó không tốn nhiều mà ăn lại rất hấp dẫn, ăn rất là ngon. Nếu mà các bạn thích ăn thêm rau sống nữa thì các bạn lại lấy thêm rau mùi này, rau húng náng này, hoặc là húng Bắc Hà, thì các bạn trộn thêm vào thì nó có nhiều các cái loại rau nữa để cho nó tạo thêm một cái hương vị rất là hấp dẫn, thì ăn nó sẽ được ngon hơn và ăn được nhiều hơn mà nó lại giảm cái độ ngấy. Có lẽ clip tôi tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Chúc các bạn luôn có một sức khỏe mới, hạnh phúc mới của một năm mới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong cái món gỏi gà hành hoa đây rồi. Bây giờ tôi phải thưởng thức cái món gỏi này. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món gỏi gà hành hoa. Các bạn nào mà đã dùng vào những cái ngày Tết ý, bánh chưng rồi là thịt, rồi là ăn nhiều quá thì nó cũng sẽ ngấy. Thế cho nên là hôm nay còn ở trong Tết đây thì tôi vẫn còn thừa dư một cái miếng tỏi gà này đây. Tôi mang ra tôi làm gỏi gà hành hoa để ăn cho nó đỡ ngấy nhá. Đây là cái tỏi gà này, và hành hoa đây này, và hành tây, quất, bắp cải tím, hành tím, tỏi, gừng, đây là đường các bạn nhé, và lượng mắm, ớt cay. Bây giờ tôi sẽ cho cái miếng thịt gà này vào trong xong để tôi luộc lên. Các bạn nhớ là tôi đập một củ hành tím và một củ gừng đấy để tôi luộc cho nó thơm thịt gà nhé. Đây, cho vào trong nước đấy. Đây tôi thái hành tây nhá, các bạn thái nó bình thường. Đấy, nó cứ bình thường to vào khoảng độ một ngón tay là được rồi. Ta ngâm vào đây là bảo bạn nước muối đi nhá. Cái hành tím này thì tôi thái sẽ sợi nhỏ hơn một chút. Đấy, để ngâm cùng với cả hành tây. Đấy, các bạn nhớ này, hành lá này các bạn sẽ thái sợi. Các bạn cho vào cái bát nước thế này nó mới săn lại. Bây giờ tôi sẽ thái cái cải tím này nhá. Đây, bây giờ các bạn ơi, tôi mới mang đi rửa nhá, các bạn nhớ. Các bạn nhớ là giã tỏi mới ớt thì các bạn làm như thế này để nó đỡ bị bắn. Cái củ tỏi này các bạn đập cho nó dập ra cái đấy. Xong rồi các bạn giã nhuyễn nhỏ ra. Đây là để làm nước sốt đấy nhá. Bây giờ tôi giã tỏi cho nó vụn đấy nhá. Đây, bây giờ tôi cho cái ớt này vào để tôi giã cho nó nhuyễn bớt ra. Đấy. Đây tôi đã làm nhỏ lắm rồi. Đấy. Đây các bạn nhớ nhá, tôi cho đường vào đây này. Đấy. Đấy, tôi múc ra cái bát con này nha. Tôi cho nước mắm vào và tôi sẽ vắt quất này. Bây giờ tôi sẽ vắt quất vào. Đấy. Các bạn nhớ là vắt quất vào để cho nó lấy cái độ chua. Đấy. Bây giờ tôi sẽ vắt vào cái bát. Tôi vắt vào cái bát, sau đó các bạn vớt hạt bỏ đi. Đấy, các bạn cho vào để cho nó hợp lý nha. Cái quất này cho vào rất thơm các bạn. Đấy, tôi làm cho 3 lưng thìa. Đấy, các bạn sẽ khoáng đều lên. Đấy, cái nước sốt này rất là sánh. Đây, bây giờ tôi vớt gà để nguội, sau đó để tôi xé ra nhá. Đấy, các bạn để ngửa nó lên để cho nhanh nguội. Khi luộc gà các bạn chỉ cần chọc mồm vào đây một cái chỗ dày nhất. Thế mà khi các bạn rút đũa lên mà nước trong là nó chín, còn mà nước mà đỏ là vẫn sống. Đây các bạn ơi, thịt gà tôi cũng đã nguội. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ xé ra nhé. Tôi đã xé xong rồi các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ làm công tác trộn nhá. Trộn thì tôi cho thịt gà vào trước này các bạn này. Đấy. Thịt gà xé rồi cho vào trước này. Đây tôi cho hành này. Đây là hành tây với cả hành tím này. Đấy. Cho bắp cải tím nhá. Đấy, hành hoa này. Đấy. Đấy, bây giờ tôi sẽ cho cái nước sốt này vào đây. Đấy. Các bạn trộn thật đều lên nhé. Xong rồi các bạn để vào trong vòng khoảng độ 15 phút đến 20 phút cũng được. Đấy, nước sốt đã được trộn thật đều rồi. Các bạn để thêm một 10 phút nữa, xong các bạn lại trộn lần nữa. Xong các bạn để thêm 5 phút nữa là các bạn mang ra ăn được. Tôi đã để được 15 phút rồi các bạn ạ. Bây giờ tôi trộn đều lên một lần nữa. Đấy, sau tôi cho ra đĩa. Đấy, rồi. Đây các bạn ơi, tôi đã múc vào đĩa đây rồi. Đấy, bây giờ xong đó tôi sẽ đi thưởng thức đây. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong cái món gỏi gà hành hoa đây rồi. Tôi mới thấy rằng rất là hấp dẫn. Tôi ăn kèm theo mấy cả bánh phồng tôm. Vì Tết nào tôi cũng có phồng tôm để ăn, tôi làm. Thế cho nên là còn dư thừa rất là nhiều. Đấy, các cháu nhà tôi nó cũng thích. Bây giờ tôi phải thưởng thức cái món gỏi này. Rất là ngon các bạn ơi. Ăn cái món này như thế này thì vừa thơm, vừa cay cay, vừa ngọt ngọt. Cái món này ăn thì để nó đỡ ngấy mà nhanh tiêu, rất tốt các bạn. Đấy, các bạn cho luôn vào hồng tôm. Đấy. Ăn vừa thơm lại vừa mát, vừa ngậy vừa ngon. Trong khi Tết ta đã ăn nhiều thịt, ăn nhiều bánh chưng, bao giờ nó cũng y ạch mà nó lâu tiêu. Cái cách làm này thì phải nói là rất là nhanh, không tốn nhiều thời gian các bạn ạ. Mà các bạn làm lấy thì nó lại đảm bảo được vệ sinh, rất là tuyệt vời. Mà gia đình các bạn sử dụng thì an toàn rồi, không phải lo lắng. Có lẽ là clip của tôi xin tạm dừng ở đây. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Xin cảm ơn các bạn và chào tạm biệt.